Tôi đang ở một bản làng nơi rộn ràng bởi những âm thanh. Nơi người Kinh, người Tày, người Nùng chung một mái đình cổ kính. Nơi tôi có thể thử tài với các món ăn bản địa đặc biệt và hấp dẫn. Xóm mỏ gà nằm yên bình trong những triền đồi quanh năm cây cối xanh tươi. Người dân Tày Nùng Giao sống thuận hòa dưới mái đình làng trầm mặc. Bà ơi, hôm nay bà dẫn con đi đâu đây ạ? Hai bà cháu mình bây giờ đi ra đình làng để nấu xôi giã bánh dày cháu ạ. Vâng ạ. Bà ơi, con thấy ở đây bà đang chuẩn bị màu gạo có màu đỏ tươi như thế này thì mình đang sử dụng quả gì hay là cây gì để tạo màu vậy ạ? Cái món gạo này là mình trước khi mình ngâm, mình vò xong mình vớt lên để nó ráo ráo gạo, xong mình mới cho cái quả gấc ấy mình bổ ra, mình cứ lấy cái hạt nó mình mới cho lẫn vào gạo, mình bóp xong mình mới nhặt hạt đi, thế là xóc đều lên, thế là đủ. Dạ. Là khi mà mình làm bánh xong thì bánh cũng sẽ có màu làm, đỏ. Trước khi mình làm ra bánh xong bánh nó cũng cái màu thế này. Bà ơi, ở đây thì mọi người thường làm loại bánh này vào những dịp nào ạ? Gọi là ở trên đây ấy, thường làm cái loại bánh này vào những dịp gọi là gặt hái vào mùa, xong rồi người ta ăn cơm mới rồi miết ấy, xong rồi rằm tháng 10 ấy, là người ta gọi là truyền thống làm bánh dày. Bình thường cứ mỗi lần mà làm bánh như thế này thì một người phụ trách là làm hết hay là không, cùng nhau làm hết? Cái bánh dày ấy, nếu mà mình không làm nhanh ấy, thì nó nguội đi, nó sẽ không dính nhau, mà nó không dính vào lá này, nó không dẻo. Mình làm được cái nào ra là mình kẹp luôn cái đấy. Người dân tộc ấy phải giã được cối bánh, chín cối bánh dày rồi mới lấy được vợ đấy. À, thế ạ, chín cối ạ? Con trai muốn lấy vợ dân tộc rồi, vào nhà bà ngoại, ông ngoại bảo vậy, giã được chín cối bánh dày thì tao gả con gái cho. Cái cạnh giã vào bánh dày. Xung quanh bốn phía đều là núi và mình thấy có những cơn gió mát lành thổi về, nhưng cũng không thể nào hong khô hết được những giọt mồ hôi vì thực sự giã bánh rất mỏi tay và rất mệt. Thì chỉ có giã thủ công thế này thì ăn cái bánh nó mới ngon, chứ còn dạ, thì làm bằng máy thì nó nhanh, nó nhàn hơn nhưng mà ăn nó không ngon. Bà ơi, với thành phần nhân bánh ở đây thì mình bao gồm những nguyên liệu gì ạ? Nhân bánh đây thành phần nguyên liệu thì đỗ xanh mình nấu lên, xong là trộn với đường kính. Dạ. Nếu mà có lạc mình làm nhân lạc cũng trộn đường như thế. Làm nhân chỉ có thế, có gì đâu, truyền thống mà. Nãy giờ thì mình đã trải qua rất nhiều công đoạn và bây giờ thì cũng đến bước mà cháu mong chờ nhất, đó là thưởng thức được những hương vị này ạ. Thế thì cô cũng mời các bà rồi mời các cháu thì thưởng thức. Dạ vâng, con mời các cô cùng thưởng thức tay nghề của con ạ. Tay nghề mới đây, cô cảm ơn. Dạ vâng ạ. Thế thì ăn chỉ cho. Thế con thấy thì ở phần nhân ở đây được có cái một cái vị ngọt rất là vừa phải, nó không bị quá gắt nhá. Cái vị ngọt của nhân đậu cũng rất là dễ ăn. Cả bên ngoài nữa thì bánh cũng rất là thơm và dẻo nữa. Có lẽ là đúng là ở đây không chỉ có riêng là các cái nguyên liệu mà ở trong đây còn có cả những cái công lao, những cái tình yêu thương mà khi mà mình giã mình bỏ đem vào đây nữa, đúng không ạ? Các cháu về vùng quê đất của các cô đây thì các cháu có cảm thấy không khí nó trong lành, nó lại người dân có thân thiện không ạ? Con thì con thấy mọi điều đều rất tuyệt vời ạ.
Con thấy là cảnh quan rất là đẹp, nhất là con đang được ngồi ngay giữa bốn phía đều là núi này, trước sân đình và cùng với các cô để là vừa là thưởng thức những làn điệu dân ca, vừa là được thưởng thức những cái hương vị truyền thống như thế này. Thật sự là không còn gì để chê nữa đâu ạ.